Hả? Sao? Bữa nay con Con mặc xe cái lăn đâu? áo. Ừ, bữa nay con mặc cái áo màu hồng đẹp vậy. Ai 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 áo đó mua ở đâu vậy? Nè có nặng có À. việc nè. À mà con có cái mùng đẹp vậy. Cái mùng của con đẹp quá ha. Bà thích cái mùng của con đó. Ừ. Phải cái mùng không? Nhá. Có phải cái mùng không? Cái Không, mà đây con là cục nó là con đang ngồi trong trong trên cái giường của con mà ở ở ngoài cái đó con gọi bằng cái gì cái, bà tối con ngủ con bỏ nó xuống không? Không hả? Ok, có Gia Bảo nè, rồi có May nè. Bữa nay mình có Anna muốn nói chuyện với bà. Bây giờ Anna muốn nói chuyện với Gia Bảo không? Gia Bảo muốn nói chuyện với Anna không? Đó, gì Gia Bảo vậy? nè. Ừ, Gia Bảo nói chuyện với Anna đi. Anna biết Gia Bảo không? Anna biết anh Gia Bảo không? Đó. Ừ. Đấy, Gia Bảo thì nói giọng Bắc, còn Anna thì nói giọng giọng miền Trung. Rồi Anna nói Gia Bảo nói chuyện với Anna coi. Còn May nè, May muốn nói chuyện với Anna không? Hai chị màn hình rồi. Mà mấy che màn hình rồi. Giờ Anna muốn nói chuyện với Gia Bảo không? Anna bao nhiêu tuổi? Nói cho bà nghe coi. Anna 8 tuổi. Còn Gia Bảo mấy tuổi? Hả? Gia Thì Bảo mấy con tuổi? cũng có 8 tuổi rưỡi À, Gia Bảo 8 tuổi rưỡi. Như vậy Gia Bảo lớn hơn Anna hay là Anna lớn hơn Gia Bảo? con thì hơi lớn hơn Anna tại vì cũng 8 tuổi rưỡi, bạn À gì cũng dạ. 8 tuổi ơi. Anna nghĩ là Gia Bảo có lớn hơn con không? Anna. Anna 8 tuổi. Nhớ như tới ngày sinh nhật tháng 11 ngày 1 á À. là sinh nhật của con á, đến sinh nhật của con là con sẽ lên được 9 tuổi. À, tới sinh nhật là 9 tuổi. Còn Anna khi nào là sinh nhật của con? Tháng 10 kia. À, tháng 10 sắp tới rồi nè. À, sinh nhật của Anna thích cái gì đâu, bà sẽ cho Anna quà sinh nhật. Hết tháng 10 này là bạn nó sẽ Tháng 10 này là ngày mấy? Sinh nhật tháng của 10 con là ngày mấy, Anna? sinh nhật của em đã lớn lên 9 tuổi. Anna sinh nhật của con là ngày mấy? Em là học sinh lớp 4. Tháng 10 mà ngày mấy? Ngày mấy? Ngay mẹ à? Ừ. Quá. Con sinh ngày Tháng nào? Con sinh ngày nào? Tháng năm tháng 10 nhưng mà là ngày 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 10 Tây hay là ngày 15? Hả? Thế. Tháng 10. Đúng rồi, con sinh tháng 10 nhưng mà ngày nào? Ngày Ngày 10 tháng 10 hả? À, ngày 10 tháng 10 năm mấy? Năm 1000 mấy? năm 1000 Không biết cái 8 tuổi hay là phải năm 2000. Con phải là năm năm 2010, 2012 hay là 2013 đó, đúng không? có biết nè. Con không biết hả? Đúng lý con phải biết nha. Con phải hỏi mẹ coi con sinh năm nào. Lỡ người ta hỏi cái con nói con sinh năm 2021 thì sao? Đúng không? Anna, bây giờ con phải hỏi mẹ coi con sinh năm nào. Bà nghĩ là con sinh năm 2013. Đúng không? Gia Bảo sinh năm nào? Năm 2012. À, con sinh 2012. Vậy Anna sinh năm 2013 là đúng rồi. Đúng không? Còn May, May đâu rồi? À, rồi Hana sinh năm 2013. À, rồi May con sinh năm nào? Năm 2010. À, May là 2010.
Như vậy mây lớn hơn Anna hay là mây nhỏ hơn Anna? À, mây đừng trả lời, để Anna trả lời. Bà đang hỏi Anna. Anna, mây là sinh 2010, con sinh 2013. Vậy con nhỏ hơn mây hay là con lớn hơn mây? Con thấy thì con không biết nữa. Ờ, cái số, cái năm mà nhỏ đó thì nó lại lớn hơn mình. Ví dụ 2010 đó là sinh trước con, đúng không? Thì là lớn hơn con. Ví dụ 2009 lại lớn hơn con nữa. Mà nếu mày sinh 2015 là mày nhỏ hơn con, đúng không? Bây giờ con hiểu không? Thì cái số năm sinh mà nó nhỏ hơn cái năm sinh của mình thì cái người đó nó lớn hơn mình. Còn nếu mà cái số năm sinh của một cái người mà nó lớn hơn cái số năm sinh của con thì cái người đó là nhỏ hơn con. Hiểu không? Dạ. Vậy con hiểu chưa? Rồi. Dạ. Con hiểu rồi ha. Ok. Rồi bây giờ ở đây có ba người nè, May nè, Gia Bảo nè, Anna. Bây giờ hỏi coi, Gia Bảo ở nhà chơi cái gì? Chơi gì hả? À. Những cái này là bà biết rồi đó. À, vậy là con có cái gì để chơi phải không? Nhưng mà con đâu có chơi với ai. Con có ai chơi với con không? Không, bà hỏi nè, con trả lời nè. Con có ai chơi với con không? Không, con trả lời cho bà nghe. Con có ai chơi với con không? Không. Không. Có chị con nè. Chị con chim ra chào con không à. Ờ, bây giờ Gia Bảo cũng không có ai chơi với Gia Bảo hết. À, Anna nè. À, mà Gia Bảo có chơi với ai không? Cũng không luôn, thấy không? Anna nè, đâu phải có mình con không ai chơi với con. Gia Bảo cũng đâu có ai chơi với Gia Bảo đâu, đúng không? À, mà Gia Bảo cũng không ai chơi với Gia Bảo, mà Gia Bảo cũng không chơi với ai. Như vậy là con có bạn rồi, Anna, thấy không? Thì khi nào mà con muốn con nói chuyện với Gia Bảo nè, con hỏi anh Gia Bảo coi làm gì. Anna hỏi coi, hỏi cái anh Gia Bảo, nhà anh Gia Bảo làm cái gì. Con không muốn hỏi về bà Gia Bảo đâu. Con không muốn hỏi hả? Tại sao? Nhà con thì chỉ có thể là làm việc thôi. Chỉ có thể là làm việc sửa xe. Bữa nay ra được bận cho nên bố con không đi ra ngoài được để sửa xe cho nên. Cho nên chỉ có thể mẹ con hàng ngày gọi cho chú sửa xe bên con đó, cơ sở rồi gửi cho cô, gọi cho mấy người sẽ biết đó. Giờ để bà hỏi Anna, tại sao Anna không có muốn nói chuyện, mà không có muốn hỏi Gia Bảo, tại sao? Con hỏi anh Gia Bảo ở nhà làm cái gì được không? Được không? Không hỏi, không thích hỏi. Rồi thí dụ bây giờ Gia Bảo hỏi con ở nhà làm gì, con có thích nào nói không? Không thích luôn. À, rồi bây giờ con thích cho con, bây giờ con nói chuyện với bà, rồi bây giờ con nói chuyện với bà đi. Rồi bây giờ anh Gia Bảo tắt cái microphone của anh Gia Bảo lại. Rồi. Rồi, rồi chị May cũng tắt cái microphone của chị May. Rồi giờ chị May tắt microphone của chị May rồi ha. À, tắt cái microphone chị May. Rồi giờ Anna nói chuyện với bà. Rồi Anna kể chuyện cho bà nghe. Ừ, con nói đi. Bà nói trước đi. Ờ, bà nói trước ha, con đừng có ngồi như vậy, con ngồi như vậy con thở không có được. Tại vì con đè cái phổi của con. Bây giờ bà nói trước ha. À, bây giờ... Bác ơi, cái phổi là cái gì bác? Cái phổi là nơi cái ngực của con đó. Cái phổi là cái lá phổi của con đó, nó nằm nơi cái ngực của con đó. Nó có hai cái lá phổi. Mà con chống cái chân con ra ngay chỗ đó, con không có thở được. Đúng không? Thành ra mình ngồi mình phải để cái chân xuống. Thấy không? Rồi, giờ mỗi ngày Anna có tập thể dục không?
Dạ không. Không hả? Mỗi ngày con có chạy không? Dạ có. À, chạy đi đâu? Con chạy ra, chạy phố đi đó. À, mà chạy mấy vòng? Con chạy xuống quanh. Ừ, chạy xuống quanh nhà, chạy mấy vòng? Con chỉ chạy 3-4 vòng như thôi. Ờ, bây giờ mỗi ngày đó bà muốn con chạy 10 vòng. 10 vòng nha, mà phải đếm. Mà con phải hít cái hơi dài thật là dài. Đúng không? Con hít hơi. Không phải hít như vậy. Mình hít tự nhiên giống như bà hít nè. Nhìn bà nè. Con hít như vậy nè. Hít thật dài, cái hơi nó phải vô tới cái bụng mình. Con làm được không? Rồi thở nó ra. Nhưng mà mình phải ngồi ngay người mình làm. Đúng không? Hít cái hơi thật dài. Rồi thở nó ra. Hít dài không? Được chưa? Mà con phải cảm thấy là hít cái hơi nó vô tới cái phổi mình, nó chạy xuống tới cái bụng mình. Xong rồi mình thở nó ra từ từ. Con làm 10 lần như vậy. Đúng không? Xong rồi đó, buổi sáng đó, con mặc cái quần dài vô để cho nó đừng có bị lạnh. Đúng không? Xong rồi con chạy vòng quanh cái nhà, xung quanh ở ngoài sân nhà đó, phải không? Này, chạy xung quanh như vậy, chạy 10 vòng. Được không? Trong sân có nhỏ như đâu, nhỏ đâu có to lắm đâu. Ừ. Ở trong nhà thôi. Cái nhà, thì con chạy vòng quanh cái nhà thôi, 10 vòng. Được không? Nhưng mà... Dạ. Nhưng mà chạy ở trong nhà thì sợ đụng cái này cái kia. Mình chạy ở ngoài cái nhà. Được không? Hoặc, dạ, là, được. Hoặc là con chạy đường thẳng. Con chạy thẳng rồi con chạy lui lại. Được không? Nhưng mà muốn nhưng mà chạy ngoài nhà ba con có làm cái kiểu. Ừ. Thì mình chạy cái đường thẳng thôi. Mình để nên mình đừng có bị té. Được không? Việc mà con cao một thước mấy, con cho bà coi, con đứng lên cho bà coi con cao cao bao nhiêu? Con cao cao bao nhiêu mét? Con cao hiện là. Ừ, con đứng lên bà coi, đứng thẳng lên. Ôi, vậy là con cao lắm. Ừ. Dạ. Tại tay con nó dài, chắc là con cao, lớn lên con cao lắm á. Thấy không? Nhưng mà tại vì có không? Hồi nhỏ con bú sữa trong bụng mẹ con nên con mới cao thôi. Ừ, đúng rồi. Ai mà bú sữa mẹ cũng cao hết đó. Đúng không? Con bú hiểu cứng luôn. Con không có một chút sữa nào. Bây giờ bú mẹ con nhỏ lại kìa. Ok. Rồi bây giờ mỗi ngày con ăn cơm với lại mắm hả? Mắm gì? Ăn mắm gì? Có ăn cơm. Có ăn cơm rồi là bạn à cánh bắp, cánh bắp, à. bắp màu cam á. Ờ, ok, bắp màu cam á hả? À, trái ngô, trái bắp đó hả? Ăn canh bắp. Ừ. Có ăn cái bắp. Ừ, rồi gì nữa? Ờ, ăn coi chị ăn cho một con bắp rồi, có ăn mì nè, có ăn tôm nè. Ăn mì tôm hả? Ok. Ăn mì tôm, con có biết làm mì tôm để ăn không? Mì tôm thì được. Con biết làm chưa? Con chỉ để cho con sẽ ba cái mì tôm. Rồi con đổ vô mì tôm, con pha nước sôi rồi con bỏ vô thôi. Không, không, không. Cái mì đó đầu tiên nhất con phải bỏ vô một cái tô. Rồi để đổ cái nước vô. Rồi ngâm cho cái mì đó nó rời ra. Chứ có không để cho nó rơi ra nên con ăn hả, con ngấm xong con ăn rồi. Không, không được. Tại vì cái keo mà nó dính lại đó, nó rất là độc. Thành ra con phải ngâm cho nó rời cái từng sợi mì ra. Xong rồi tụi con rửa cho nó thiệt sạch. Xong rồi mới nấu một nồi nước sôi. Cái nước đó nó sôi, thật là sôi. Con mới bỏ cái mì mà con rửa thiệt sạch đó rồi vô trong cái nước sôi đó. Đúng không? Xong rồi mình mới làm một cái nồi nước lèo là cái nước sôi đó. Mình bỏ về tí xíu nước mắm, xì dầu hay là rau hay bất cứ gì bỏ trong đó cho nó ngọt ngọt. Xong rồi mình mới ăn chứ, đúng không? Dạ. Đúng có không? Có lúc đó, để ở trong tô, con lấy nước con đổ vô, con khách mỗi lại bỏ vô, con không có gì khác hết.
Có gì rau như vậy đúng không? Được, không có gì khác thì mình kiếm mấy cái rau đó, cộng rau mình bỏ vô cũng được. Mình phải có rau chứ. Có rau không? Có rau không? Có củ rau, có củ cải hay cái gì không? Có không? Còn lá còn khoai nè. Ừ. Thì bỏ một củ khoai vô cũng được. Có cà rốt không? Ừ, có cà rốt không? Có trứng gà. Có trứng gà không? Dạ, có chứ, nhưng có không có nên ra thích ăn trứng gà. Không, bây giờ bà chỉ cho con làm như vậy nó ngon hơn. Đấy không? Bây giờ làm cái cách bà chỉ rồi phải không? Rửa cái mì cho nó thật sạch là cho cái sợi nó rời ra, nó đừng có dính vào. Nó dính vào là có một cái keo nó mới dính vào được. Bây giờ mình không ăn cái keo đó, mình phải rửa cho nó sạch cái đó. Xong rồi mình nấu một nồi nước sôi, đúng không? Đó thì bà nói đó, con bỏ cái miếng cái mì tôm đó đó vào trong cái tô nước lạnh, phải có nước cho con ngâm nó một hồi, cái nó rời cái sợi sợi mì ra. Lúc ban đầu là nó hả, hiện tại mình nó dính lại đó. Được, con thử đi, con làm như vậy thấy không? Xong rồi cái nó hả, có sang ngóng một tiếng không? Một tiếng thì nó lâu quá, khoảng chừng 20. Không cần, mình đứng mình coi nó, mình nhìn nó coi là nó rời ra chưa. Thì khi nó rời ra rồi đó là mình rửa nó thiệt sạch, xong rồi mình bỏ vào một cái nồi nước sôi, đúng không? Dạ, nồi nước sôi. Mình nấu một nồi nước sôi, cái mình kiếm một củ khoai mình cắt nhỏ nhỏ mình bỏ vô cho nó mềm, mình bỏ vài cọng rau vô cho nó có màu xanh, xong rồi cái con lấy một cái trứng gà, con đập nó ra, con bỏ nó vô trong cái nồi nước sôi đó, cái nó cuộn lại trắng là đẹp lắm. Xong rồi con mới bỏ cái mì vô, con bỏ tí xíu nước mắm hay muối gì đó, đừng mặn quá. Thế là con có một tô mì ngon, thiệt là ngon. Đúng chưa? Dạ. Đó là mình, cái đó là mình chế biến. Hả? Con có chế biến lại để con mua nữa. Ừ. Con. Nếu có thích chơi mẹ, con lấy là thích chơi bạn vui nha, con chơi thế đó. Ừ. Mà con có nhiều bạn không? Dạ không. Ôi giời, con ở ngoài ôm mẹ con mới có nhiều bạn. Lúc này con có ít bạn á, toàn người lớn không à. Ừ, đúng rồi. Không ai chơi với mình buồn không? Có chứ. Buồn ha. Nên bây giờ mình phải làm sao cho mình hết buồn? Có biết là sao cả. Không biết làm sao hả? Thì mình phải tạo ra cho mình. Với bà mới nói con là con đi tìm mấy cục sỏi đó rồi bà chỉ cho con chơi. Con có biết đánh đũa không? Con có chạy. À, hồi nhỏ bà chơi như vậy nè. Nè, coi nè. Con hồi nhỏ bà chơi như vậy nè. Đây là một cục đá nè ha. Cục đá, nhưng mà cái này là cái hột. Cái hột thì nó nhẹ. Coi bà này nha. Bà thảy nó lên như vậy. Coi nè bà làm nè. Bà thảy nó lên như vậy. Bà thảy nó thật cao, cái bà chụp nó. Đó, thử coi con làm được không? Đó, con thảy lên cao mà con phải chụp nó, đừng có rớt. Ờ, cái đó cũng được. Cái hồn đó cũng được. Rồi, giờ con thảy nó lên cao, con chụp nó lại. Đó, thấy chưa? Con phải nhìn nó, con mới chụp. Con thảy nó thì con phải nhìn nó, con mới chụp nó được chứ. Thấy không? Thảy nó trước mặt con nè. Đây nè. Đây nè ha. Rồi, đây nè, cầm như vậy ha. Con thảy nó lên, rồi con chụp nó. Thì nó sẽ rớt. Mà nó phải rớt ngay đúng bàn tay mình. À, thảy nó lên, chụp nó. Thảy nó lên, chụp nó. Mình phải đưa bàn tay nó đi theo cái này. À, rồi. À, con phải nhìn thấy nó. Nè, con phải nhìn cái này. Thấy chưa? Nè, rồi bữa nào bà chỉ cho mọi người ở trong lớp để coi họ có làm được không? Nè, con thảy lên mà con phải nhìn nó. Thảy nó lên, chụp, nhìn nó. Con phải chụp nó. À, con đừng có thấy nó xa quá, con đâu biết nó ở đâu, nó con đi tìm. Không thấy đâu hết. À, thấy chưa? Rồi bây giờ bữa nào bà chỉ cho mấy người trong lớp luôn nha. Ok. Rồi này nhìn nè ha. À, đây nè, con cầm nó một cái hộp như vậy, đúng không? Nó nhỏ trong cái bàn tay. Con có thể chụp một cái cục như thế này nè, một cục đá thật như thế này nè. Ừ. Đây. Ừ. Và con có thể đối đối đến như thế.
thế này là đặt đó. Đôi nó như thế này nè, mà có thể cọt cạn và chụp nó lại đâu, mà có hơn em đứa nó luôn. À, bây giờ con muốn làm như vậy không? Thì đầu tiên con biết. Con làm theo mẹ, có những con làm đàn đứa không? Bá thì không làm được. Nè, nhìn đi. Con nhìn bà nè, con nhìn bà, khi con nói chuyện là con phải nhìn với cái người mình nói chuyện, nghe đây. Cái này mà con không có lượm được đó thì con không làm được cái kia. Cái này là con phải đôi nó lên, nè, đôi nó lên nè ha. Đây nè, con đôi nó lên, là con phải đi theo nó. Nó chạy đi đâu mình phải đi theo nó. Chứ mình đứng một chỗ đâu được. Con đôi nó lên nè, con bà nè ha. Đôi nó lên cái bà đi theo nó. Không, nó, thí dụ nó chạy vô đâu thì bà chụp nó đi theo đó. Cái tay của con phải đưa tới đưa lui. Đúng không? À, thì bây giờ con phải tập. Con phải xa quá đây đâu có được đâu. Con phải tập. Nhưng mà con phải chạy theo nó chứ, đúng không? Nó đi đâu mình phải đi theo nó thì mình chụp nó được. Đúng rồi. Con phải bò đi theo nó chứ con ngồi chỗ đâu được. Con thấy bên kia mà con ngồi chỗ này sao con chụp nó được? Con phải thấy nó lên trên trước cái mặt con thì con mới chụp nó được. Bây giờ. Rồi mà con không cần phải thấy cao quá, con thấy thấp thấp thôi. Con đôi thấp thấp thôi, con đừng có đôi cao quá. Đúng không? Bây giờ đầu tiên nhất đó, nè con phải chỉ cho con. Đây nè, bây giờ mình đôi thấp thấp thôi, mình không được đôi cao. Nha, nhìn đây nè, coi bà nè. À nè, con coi nè ha, coi bà đôi nè. Nha, nhìn đây nè. Có sẽ đôi bằng cái hộp. Cái đó nó to quá thì đương nhiên mình phải chụp nó được rồi. Có cái gì đó? Cái này. Cái nào cũng được hết á, nhưng mà để bà chỉ cho con. Nó thấp thôi, đừng có lôi cao quá. Đây nè. Bây giờ con cứ đó thấp thấp thôi đó, rồi từ từ nó mới lên cao được. Đúng rồi, mình phải làm thấp như vậy rồi từ từ mình mới lên cao được chứ. Con thấy cao quá thì con làm sao con lượm nó được, đúng chưa? Rồi bây giờ Gia Bảo có làm được không? Chắc chắn Gia Bảo làm không được. Cái tay của con phải tròn như vậy nè, chứ con thả vậy nó sẽ rớt. Tròn nó lại như vậy rồi mới thảy nó lên thấp như vậy, thấp chứ. Ừ đó, phải chụp úp cái tay như vậy. Bây giờ Gia Bảo muốn làm không? Gia Bảo làm thử coi cho bà coi. Gia Bảo cũng muốn chơi lắm, nhưng mà cái này để là lần sau mình chơi. Cũng như bà dạy cho Anna trước, tại Anna chưa biết làm đó, mà một tay thôi, mình không có thảy từ tay này lấy tay kia được. Một tay thôi mà thấp như vậy đó, thấy chưa? Thấp như vậy nè, thấp đó, đừng có cao quá, thấp thiệt là thấp. Được rồi, con chụp được cái này nè. Đó, con chụp được rồi đó. Đó, bây giờ con tập là thế nào con cũng làm được như vậy nè. Đó là mình phải có cái chuyện để mình chơi nè, thấy chưa? Đó, từ từ thôi, một lần, không có làm liền, làm một lần thôi rồi chụp nó. Mình phải chụp nó chứ. Đó. Đây nè, coi cái tay nè. Bà chỉ cho. Nè. Chụp nó. Bóp cái tay lại. Thấy không? Bóp cái tay lại. Chứ không nó rớt ra ngoài sao? Thấp thôi, đừng có cao quá. Ok, thấp thôi. Đó, đúng rồi. Từ từ con sẽ làm được. Đó. Nhưng mà... Rồi. Ui, cái chữ không kể cái đâu mình sao? Ờ. Rồi. Đó, tên nào? Đó nào ha, nó nhẹ thôi. Làm thật nhẹ, cái tay của mình phải cầm như vậy nè. Còn thấy không? Chứ không phải cầm như vậy nó rớt sao? Không, mình phải ôm cái tay mình lại. Để ôm cái tay lại để coi là cái gì vậy? Ừ. Rồi, May nè, May thấy Anna chơi không? Anna không ai chơi, Anna
Rồi cái đó được, cái hộp đó là cục gì? Cái hộp gì? Ok. Rồi, đó, cọc nhẹ thôi, một tay thôi, chơi một tay. Đó, con đừng có thảy thảy nó lên, đương nhiên nó phải rớt. Đó, cầm một tay, thấy không? Nhẹ thôi, đó. Được rồi, đó, thấy chưa? Từ từ là mình sẽ làm được. Đó, mày có biết làm không? Đó, thử coi. Nhỏ, nhỏ, thấp thôi, đừng có cao quá. Thấp. Đó, thấp. Đó, cái tay mình đi theo nó. Đó, con làm được rồi, đó. Thấy không? À, làm 10 lần là thế nào làm cũng được. Biển làm tay này rồi làm tay kia nữa. Đó. Mà cái tay nó... Đó, con làm về được rồi. Ba, cái tròn này được. À, được rồi. À, con làm về được rồi. À, đó, à, Gia Bảo cũng không làm được. Trời đất ơi, bà tưởng là tụi con làm được. À. Chỉ sự là được rồi. À. Ừ. À, rồi. Rồi. Ừ. Rồi, đã con tắt màn hình nè. Rồi. Đó. 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 Anna làm được rồi đó. Yeah. Ha ha. Ừ. Con tính làm gì với cái đó? Có sao lại cooking vua có sao là bây giờ cái đèn của con. Ừ. Con mà không mua được thì con đi để con làm. Ừ, đó, bây giờ mỗi ngày con cứ ngồi con làm như vậy cho tới khi nào con chụp được nó. Con đuôi nó lên xong rồi con chụp nó. Đó. Con biết làm không? Đó. Thì bữa nay đó bà chị con học cái gì? Ừ. Rồi. Con nó lên. Ừ. Ờ, cho bà biết làm đó là tốt rồi. Bây giờ mấy làm. À. Rồi, mấy có thể làm được cái này giống như bà không? Có thảy lên như vậy làm à, tăng tăng lên chụp á hả bà? Ờ. À, vậy là bà biết là tụi con không biết làm rồi. Rồi. Rồi bây giờ hết giờ rồi nha, còn có 10 phút thôi. Bữa nay bà chỉ cho Anna để cho Anna, tại Anna không có ai chơi với Anna, Anna có mình à. Thành ra bà chỉ cho Anna tới mây vậy, con cũng có bạn bè quanh quanh con phải không? Con có Julie nè, con có Mindy nè, đúng không? Mình chơi với người lớn, mình chơi với người giống như con thôi. Ừ, với người giống như con thôi hả? Mình chơi thì mình chơi với nhiều người chứ. Con không chơi nhiều người, nhưng con chơi một người thôi, một người bạn gái thôi. À, con chỉ thích có một người bạn thôi, lỡ cái người đó nó đi đâu xa rồi, cái con không có ai nữa. Mình phải có nhiều bạn chứ, đúng không? Có nhiều người bạn thân và người bạn không thân. Rồi lỡ người ta đi xa thì mình còn người này người kia chứ. Con có một người rồi lỡ người ta đi mất tiêu, con đâu có ai nữa đâu, đúng không? Con một, nhưng con chỉ một bạn bạn chơi, nhưng đâu có ở trong đây đâu có bạn chơi đâu. À, thì tại vì con ở chỗ không có bạn chơi, nhưng mà nếu mà con có bạn thì mình phải có bạn. Mình muốn có bạn là mình cười với người ta, rồi mình nói là mình người ta có muốn chơi với làm bạn mình không? Ví dụ vậy. Con muốn chơi với bạn gái đâu, con không muốn chơi bạn trai đâu. Bạn trai. Tại sao? Tại sao con không muốn chơi với bạn trai? Bạn trai thì ít thôi à. Chiều nhắn anh không gặp bạn trai ông ai. Rồi con gì đó là chứ nào là chứ anh hùng nè, nào là chơi à, đã bắn nè, nào là chơi gì? Chơi răng à, chơi là đối siêu kiểu hỏa đó. Ừ. Con không cho con trái đâu. À, con không thích hả? Con có thích đá banh không? Con thích đá banh không? Không có thích đá, nhưng mà con muốn mỗi là một người khác, có làm ngay thoải mái nữa. Thì ngay thoải mái có thể khổ quá, nhưng có cho bây giờ con đổi lại ngay hả rồi. À, đá banh là khó với con hả? Sợ kìa. Có một bạn, có mỗi là một người bạn ngán. Sợ kìa. Tập bây giờ thôi. À, con tập hả? Mà con biết đá banh không? Dạ không, con chẳng có biết đá banh. Con không biết đá banh.
Mà nó thành ra dễ lắm, mà mình lấy cái chân mình đá nó thôi, mình lên đá cái trái banh nó chạy tới chạy lui thôi. Rồi con thích làm gì nhất nữa? Mình sắp hết giờ rồi, hết giờ là mình nghỉ nha. Ok. Bây giờ Anna có biết đá cầu lông không? Bây giờ mẹ có thử coi con đá cái cục sắt ta. Mà con biết đá không cái này chứ? Đây, cục sắt đây, con à đây, con lại. Không, con nghe bà nói con đá cái đó là nó sẽ bị đau cái chân mình. Mình không có lấy cái đó mình đá được. Cái đá nó nguy hiểm. Mình lấy cái gối mình đá thì cũng được, nó mềm, chứ cái đó nó cứng là đâu có được, đúng không? Rồi. Bà cười là con làm hay quá, bà cười. Đúng rồi. Nhưng mà mình đó. Nhưng mà coi chừng con té xuống đất rồi con bị gãy cái chân nha. Ok. Rồi bây giờ bà, ok, bây giờ bà chỉ cho Anna. Anna làm gì ha? Bây giờ bà chỉ cho Anna mỗi ngày Anna nhảy dây. Anna có biết nhảy dây không? Con có biết nhảy dây không? Billy hát gì vậy? Rồi bây giờ mấy cái bài hát mà bà gửi cho tụi con đó, tụi con nhớ học hát nha, học cho thuộc nha, nha. Ba ơi, con nói ba còn biết nhảy dây không? Biết chứ. Con có biết. Con nhảy thử cho. Nhưng mà con có dây, con dùng dây, con nhảy nhỉ? Con dùng gối. À, dùng gối hay gối thì đâu có làm được. Con gối dây chân dây ba. Hả? Con gối dây chân dây ba. Bây giờ cái gối đó là để cho mình nằm. Ha. Mà mình nhảy dây thì phải có cái sợi dây mình mới nhảy được, đúng không? Rồi ở nhà tụi con, ở nhà con thì có cái gì? Anna có gì nhảy đâu. Ok. Giờ Anna có con búp bê không? Có chứ, nhưng có một cái của con lại bút, con hóa đi mắt đỏ cho thì đẹp á. Bây giờ nó đâu rồi? Con búp bê đâu rồi? Con để ở đó. Vậy hả? Trời, bữa nào bây giờ con cho bà cái địa chỉ của con đi bà, là bữa nào bà gửi cho con một con búp bê. Con thích không? Địa chỉ của con thì con để ở đâu rồi? Con phải hỏi ba con địa chỉ của con. Nhưng là con đó, con đã con thử coi. Rồi con rồi bà cho con một con búp bê, rồi con mới ngồi ở nhà không có ai chơi với mình thì mình may áo cho nó bự. Con không biết may. Dễ mà, bà chỉ cho con may, đúng không? Dạ. Con không biết may thì mình cắt, lấy giấy mình cắt rồi mình dán nó lại thành cái áo, nó cũng bận được vậy. Chứ con biết may là con cắt muốn đây nè, rồi là cắt bên bên nè, cắt bên kia nè, rồi con lại cái chỉ con khâu một mũi ở giữa, một mũi ở trên ở giữa. Bây
giờ mình không khâu, mình lấy cái dây, mình lấy cái keo mình dán nó lại cũng được vậy. Sao khó vậy? Khó hả? Sao mà khó? Rồi làm sao mà mình không dán lại nó hở ra, làm sao mà nó mặc được? Hả? Dạ. Ừ. Dạ con thể hứa không khỏi, nhưng mà con thể rút rút cây và con không có vải. Mình không có vải thì mình lấy giấy. Con có giấy đây nè. Mình lấy lá. Có lá không? Dạ có chứ. Lá cũng có. Ừ, mình lấy lá mình mặc vô cho nó cũng được vậy. Lá chuối. Ờ, lá chuối đó cũng được. Ba coi thử coi con làm sao hay không. Dạ. Được không? Dạ được. Được ha. Ok. Rồi con hỏi ba con cho cái cho, con viết cái địa chỉ nhà của con. Con tự tay con viết cái địa chỉ nhà của con. Rồi con đi cho bà coi. Dạ, để con không biết nữa, con hỏi ba là. Ừ. À, rồi email cho bà cái địa chỉ của con. Thấy không? Tháng 10 là sinh nhật của con hả? Dạ. Tháng 10, dạ. Tháng 10 tây tháng 10 là sinh nhật của con đó hả? Dạ. Rồi, bà sẽ cho con một cái quà sinh nhật. Được không? Nhưng ba đâu có ra ngoài đâu đó. Thì bây giờ bà phải gửi về chứ. Nhưng mà tháng 10 là thật chậm. Ừ, bây giờ là tháng 9 rồi. Tháng 10. Con chất dây nhựa và nó đã nhánh rồi. Ba bè sắp bị. Thấy không? Mà có thể là không có kịp là tại vì bây giờ họ đóng cửa đường như vậy đó thì đi nó nhà lâu lắm thì bà đợi coi. Để coi kỳ này mà nó không có bị gì thì bà gửi cho con. Nha. Nhưng con